Xin chào bác nhà mình, em Tuấn A đang chuẩn bị thiết kế một siêu bình rượu kinh điển cho anh khách quen của em. Đây là bình Savolin ngâm với mùa chúa rừng già. Đây là tất cả cái bình này, đây là các bác nhìn này, đây là một cái bình Hàn Quốc thể tích 30 lít siêu khủng. Đây là Savolin đen các bác nhá, Savolin đen là chỉ có ở dưới cái tổ mùa chúa. Đây là loại chọn lọc VIP, loại này là từ to từ ngón chân cái trở lên các bác nhá. Đây là em chọn lọc này, những cái củ to nhất. Chỗ này là 27,7 kg các bác nhá. Còn đây là một bên là 500 chùm muối chú rừng già, cũng là hàng thừa chọn lọc loại 1, những con to nhất này rồi cho xem 500 con các bác nhá. Đấy, em lìa cho máy cho bác xem này, 500 con muối chúa. Sẽ tất cả còn một cái nguyên liệu rất quan trọng nữa để quyết định cái bình rượu nó chất lượng, đó là rượu hạ thổ các bác nhá. Sẽ có 30 lít rượu hạ thổ để đổ vào cái bình này. Đây bác xem, em đã rót cái rượu hạ thổ ra. Ta nhìn cho em này, rượu hạ thổ là rượu rượu hạ thổ rồi, em đã hạ thổ được 13 tháng này. Các bác nhìn nó trong vắt, em rót ra này. Ngoài trong vắt đó nhá. Lọc hết ăn hết rồi. Các bác lưu ý cho em là ngâm rượu phải ngâm cái rượu hạ thổ hoặc là rượu đã lọc ăn hết ăn hết, thì khi mà mình ngâm đồ sắt đồ sẽ ngấu và rất nhanh được uống, và thứ hai là uống nó sẽ rất là êm. Nếu các bác ngâm cái rượu ở mới nấu thì nó sẽ rất là đục, hay hàm lượng anhydride vẫn còn, các bác ngâm phải tầm 2 năm mới uống được êm được. Cái này mình chỉ ngâm khoảng tầm 5 tháng mình đã uống rất là êm rồi, thì ngấu hết cả đồ rồi. Để các bác xem này, màu chúa này. 500 con nào cũng như con nào chọn lọc luôn, to đều to, rất là to nhiều. Đấy, nó xem này, thì em đã nhận ở cái đơn hàng này của anh khách quen rồi, gần một tháng rồi, sắp xỉ một tháng, hơn tháng nữa mới đào đủ. Anh em thợ của em đào sẽ đào được tất cả, khai thác đào được hơn 500 con. Thực ra hơn 500 con này thì sẽ phải đào khoảng hơn 3.000 con lọc chọn lọc ra được 500 con to nhất như này. Thứ hai, đào sẽ rất 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 nhiều tổ của chúa thì mới được khai thác được những cái cũng cái cụ sâm linh to chọn lọc như này. Nó rất là nặng nhé, củ già chọn lọc nặng. Cái này em đã sơ chế sạch sẽ ra. Thì cái bình này nó to quá, em chuyển đi thì nó rất là cái rủi ro, nó sẽ gây ra vỡ, thì em sẽ để riêng ra rượu riêng, bình riêng và mùa chúa riêng, để khi mà em chuyển về Quảng Ninh thì anh khách anh ấy sẽ hỗ trợ em, anh ấy giúp em là sẽ bao bình để tránh cái rủi ro làm cho vỡ khỏi vỡ cái bình hoặc là vỡ những con mùa chúa. Thì con mùa chúa này nó rất là mỏng, nếu mình di chuyển mạnh thì nó sẽ hay làm vỡ cái con mùa, nó sẽ đục bình rượu làm cho cái độ đẹp nó sẽ giảm đi. Thì em sẽ đóng vào và cho những cái chai nhỏ này em để em vận chuyển thì nó dễ không bị cái tình trạng nó bị vỡ. Em chuẩn bị đóng đồ để chuẩn đi cho mấy khách quen em luôn. Thấy bác nào cần cái bình rượu Savolin đen ngâm với mùa chúa rừng già, một loại rượu siêu VIP để có chức năng tăng cường bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý cực mạnh, thì các bác muốn đặt cái đồ VIP này các bác có thể alo cho đơn giản. Cái này thì đồ nó rất là hiếm nên là các bác phải đặt trước em khá khá lâu các bác nhá. Em xin chào các bác nhá.